xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay thứ Sáu ngày 14 tháng 4 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp thuê tư vấn thiết kế để đáp ứng quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy, nhưng khi hoàn thiện lại không được nghiệm thu. Đây là tình trạng của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và kết quả thì tiền mất mà sản xuất thì bị đình trệ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài này đã mất khoảng 5 tỷ đồng để sơn chống cháy toàn bộ kết cấu sắt thép của nhà xưởng. Thế nhưng, toàn bộ nhà xưởng giờ không thể được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Trong quá trình xây dựng, chúng tôi được nhà thầu tư vấn tiến hành sơn trước khi có giấy kiểm định. Chúng tôi nhận thức ra như vậy là không đúng quy định, gây khó khăn cho công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Còn nhà xưởng của doanh nghiệp Hàn Quốc này cũng tốn nửa tỷ đồng để sơn chống cháy. Nhưng đến khi sơn xong thì không thể kiểm định, nhà xưởng đành bỏ không. Họ có tư vấn là cứ an tâm là không phải lo lắng gì vấn đề này cả. Tuy nhiên là công ty mà khi mà nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và với cái sơn chống cháy này thì người ta không nghiệm thu cho vì là chưa có giấy kiểm định. Nguyên tính cái tiền đình trệ vay vốn ngân hàng để chịu lãi suất của máy trong một năm qua thì bây giờ ước tính gỡ khoảng cỡ tầm 14-15 tỷ rồi ạ. Chỉ riêng tại tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2020 tới nay, có 16 doanh nghiệp FDI đầu tư mới trên địa bàn tỉnh. Thì cả 16 đơn vị đều gặp vướng mắc khó khăn khi nghiệm thu đưa nhà xưởng vào hoạt động vì tin tưởng đơn vị tư vấn phòng cháy chữa cháy. Đây cũng là tình trạng của không ít doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó vướng mắc chủ yếu nhất là sơn chống cháy. Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã làm việc với đại diện đại sứ quán và hiệp hội doanh nghiệp của nước ngoài ở Việt Nam thì cũng đã trao đổi làm rõ những cái khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp này trong việc thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng nhà xưởng sản xuất. Thì chúng tôi đã hướng dẫn để các đơn vị có cái biện pháp khắc phục đưa vào động. Để gỡ khó cho doanh nghiệp trong nước và cả doanh nghiệp FDI, quy chuẩn 06/2022 đã được ban hành, thay thế cho các quy chuẩn trước đây. Nhiều tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy được giảm bớt. Cụ thể, với doanh nghiệp Hàn Quốc này, theo quy chuẩn 06/2022, giờ đây sẽ không còn cần phải sơn chống cháy mà vẫn sẽ được nghiệm thu và sớm đi vào hoạt động. Vâng, Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thế nhưng những tiêu chí quan trọng về phòng cháy chữa cháy vẫn phải tuân thủ theo quy định, bởi khi hỏa hoạn xảy ra thì hậu quả sẽ là rất lớn. Thống kê cả năm ngoái, thiệt hại tài sản do cháy là gần 600 tỷ đồng, chủ yếu là cháy ở khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vâng, và cũng liên quan tới vấn đề này thì ngày hôm nay, theo văn bản của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ, ngay sau khi thống nhất được với Bộ Xây dựng về một số nội dung áp dụng trong quy chuẩn mới, Cục đã hướng dẫn và yêu cầu công an các địa phương khẩn trương hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ cơ sở còn gặp vướng mắc để sớm khắc phục các tồn tại và thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo đúng quy định. Trước đó, thì Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ thống nhất và có bổ sung thêm 17 nội dung hướng dẫn quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy.